Mẹ không ngờ là anh Huy cho nuôi ở nhà luôn á. Hồi nhỏ là em đòi nuôi chó mà anh Huy không cho. Em khóc cả ngày luôn cũng không cho, mà giờ cho nuôi mèo. Chuyện này cũng khó hiểu thiệt á. Lần trước có mèo quang vô sân á, mà anh Huy bắt chị á phải đuổi cho bằng được con mèo đó ra khỏi nhà đó. Ta? Sao lần này lại cho nuôi mèo ta? Tại vì em với con mèo dễ thương quá nè. Đúng rồi, là bé Su với mèo dễ thương, còn Sang với con chó không dễ thương. Ý là anh Huy thấy vậy á. Béo à, mình là cùng một chiến tuyến nha Béo. Béo bị đồng đội đánh rồi chưa? Thôi được rồi, em trai, được rồi. Em trai cái gì? Sang lớn rồi mà. Thôi được rồi, người lớn ok, ok. Người lớn yêu được luôn á chứ giỡn. Mẹ em cũng có nuôi một con mèo trắng á, nó dễ thương lắm. Lên thiên đường không biết em có được gặp ba mẹ không? Bây giờ bé Su phải ngoan đi, chắc chắn sẽ được gặp ba mẹ nha. Bé Su không biết ba mẹ. Hôm bữa em có nói là ba mẹ bé Su lên thiên đường rồi, nhưng mà khi nào ba mẹ bé Su mà bắt được taxi về thì mới gặp lại bé Su. Một cái câu chuyện vô lý vậy mà em cũng dựng đứng lên được hả Sang? Nhưng mà ha, từng ngày mà có bé Miu Miu ở đây á, cái xong có Su nữa, vui vẻ hẳn lên luôn á, rộn rã tiếng cười. Mà hình như có người không vui á. Su, em giữ mặt với anh đó hả? Sao em để cho con mèo cào rách cái yên xe của anh? Em biết cái yên nó mắc tiền lắm không? Mình nuôi mình phải biết giữ chứ. Sao để đi lung tung vậy? Thấy nó phá tùm lum không? Quần áo rách còn giá được mà cái yên xe nhầm nhò gì? Sao anh quá đáng vậy? Quá đáng gì? Con bé còn nhỏ mà anh làm vậy nó bị ám ảnh cái tâm lý nên sao? Anh thiệt sự luôn á. Anh chứ bình thường con mèo cào anh la lên, con gái cào anh có la không? Gì anh hai sao khó vậy? Đây nè. Cái gì? Tác phẩm của con mèo đó. Sáng sớm mà đi trước cửa phòng của anh rồi. Rồi còn đưa lên mặt em nữa. Anh nghĩ tích cực xíu đi, may là cũng đi trước phòng anh chứ nó không có vô phòng anh nó đi. Cái mỏi em tích cực lắm đó. Hợp với cái bịch rác này nè, đi dục giùm anh luôn đi. Đem ra dục lẹ đi. Rồi. Trời ơi. Giờ anh quyết định rồi đó. Không chịu đựng nổi nữa đâu. Con mèo đó đem cho ai thì cho đi. Đúng. Trời. Tiễn nó đi đi. Hư nhà, dơ cửa. Con mèo là động vật rất dễ thương mà sao mọi người không yêu thương nó vậy? Không là không. Thôi, ba anh em có con mèo mà gây lộn quay. Nhà không có chủ. Cái gì? Không có chủ là sao? Ý em là nếu mà khó khăn mà gây nhau như vậy thì bây giờ mình phải biểu quyết đi. Thôi, cố tình thế rồi. Cô Lan. Cô Lan. Ủng hộ con đi cô Lan. Ủng hộ tụi con cái như cô Lan. Cô Lan theo phe con đi. Su yên tâm đi, cô Lan là người của Su mà. Cô Lan chịu nuôi mèo không? Cô Lan cấm mọi người không được nhắc mèo đến trước mặt cô Lan. Sao vậy? Bởi vì sao? Bởi vì con mèo là gốc hồ ly. Hả? Con mèo đã cướp đi người đàn ông bé nhỏ của cô Lan rồi đó. Con hiểu rồi. Đó là con mèo trong truyền thuyết. Mèo mã gà đồng. Dừng lại. Ủa, Sang, hai anh tính đi đâu? Đi đâu đâu? Hai anh cầm gì vậy? Đâu có cầm gì đâu. Mèo mèo à? Cái gì? Cái gì kêu mèo mèo vậy? Mèo. Anh lừa tôi hả? Anh đạo diễn, anh diễn luôn hả? Hai anh tính đem con mèo đi đâu? Anh tính bỏ nó đúng không? Chứ giờ anh hỏi em, không bỏ nó sao được chứ, nó phá đồ trong nhà quá em thấy không? Trời ơi, sao anh ích kỷ quá vậy? Anh có thấy tội nghiệp Su không? Anh có biết Su nói gì không? Mẹ em cũng có nuôi một con mèo trắng á, nó dễ thương lắm. Lên thiên đường không biết em có được gặp ba mẹ không? Su nói như vậy đó. Bé Su bây giờ đã buồn lắm rồi, mỗi ngày đều đợi ba mẹ về. Bây giờ chỉ còn mình một con mèo này để chơi cho vui thôi mà anh ở đem đi dục con mèo. Anh có thấy mình ích kỷ hay không? Anh thiệt là áo ác độc. Sang ơi, cầu dùm anh đi, anh sợ lắm. Anh đưa đây. Không biết yêu động vật. Đồ những con người không có nhân tính. Không phải vậy đâu Sang, tôi đang
Em bình tĩnh đi Sang, em đừng vậy với Sang. Em như người ta đi Sang, em bình thường được không Sang? Đừng Sang. Em nói rồi đó, không được bỏ con mèo. Rồi rồi, không bỏ thì không bỏ. Em bình tĩnh đi, bỏ cái cây súng đi em làm sao vậy? Cuối cùng hai anh cũng chịu giữ lại con mèo à? Đúng rồi. Cảm ơn hai anh. Cứu con mèo là mối với con khỉ vậy đó. Cảm ơn hai anh gì đó. Giỏi, đi vô đó. Đưa cái đây. Đi vô nhà. Mèo mèo. Mèo mèo của chị ơi, qua đây đi. Cái gì vậy anh? Vậy anh? Có giường không? Nằm vô em nằm với anh. Không, cái gì? Đừng nói là tính tập tư thế yoga mới nha. Ai mà rải cái gì mà xuống sàn nhà quá trời, anh đi em té nè. Này là gì vậy? Ai rải vậy? Cái gì quá trời vậy? Cái gì? Sao em rải đồ ăn cho mèo đầy nhà vậy Su? Sáng giờ em không thấy con mèo đâu, cái em rải thức ăn dụ nó ra ăn á. Mà anh Huy ơi, anh Huy có thấy con mèo của em đâu không? Anh không có thấy, nhưng mà em không có được rải lung tung nhà cửa như vậy nha bé Su. Dạ xỉu. Anh nhìn lên Sang coi. Anh có thấy con mèo của em ở đâu không? Tụi anh đâu có biết gì đâu. Đâu biết gì đâu. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Cái gì vậy đó? Ai chết? Chết rồi. Tôi chết. À, không, tôi sống lại rồi, tôi sống lại rồi. Không ai chết hết. Mà cái gì? Su ơi, em đang cho mèo ăn hả? Dạ. Trời ơi, may quá, chị có bình thức ăn mới nè. Bây giờ em đem vô phòng em cất đi nha. Chứ đừng có để ngoài đây. Em mà để ngoài đây á làm anh Sang ăn hết á. Cái gì vậy? Cất đi để anh Sang thử nữa. Sao thú vui với anh tao nhã vậy? Mèo la. Hợp gia đình. Sao? Hồi nãy á, em đi ngoài đường á, em thấy xác. Xác ai? Xác ai? Xác con mèo của bé Su bị điện giật chết rồi. Hả? Trời. Khoan. Nhưng mà sao chắc cái được? Gì vậy? Đúng rồi, nó bị điện giật là đen thù lùi rồi. Sao biết được là con mèo bé Su? Đúng rồi. Nhưng mà vậy nữa nè, bây giờ ở ngoài đó chỉ có chắc là con mèo Su không? Con mèo nào có giống giống nhau mà. Chắc chứ. Rồi, anh nghĩ là không phải đâu, em hay làm quá lên lắm. Đúng rồi. Chắc mà.